Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách sử dụng FC. Đầu tiên là hướng dẫn cách quản lý tập tin trên FC. Đây là chức năng giúp cho người dùng dễ dàng kiểm soát và sắp xếp tài liệu trên máy tính cá nhân của mình. Đầu tiên các bạn vào trang fc.vn, sau đó đánh tên đăng nhập vào mật khẩu. Nếu chưa có tên đăng nhập thì các bạn nhấp vào đăng ký ngay để đăng ký một tài khoản. Để tạo thư mục mới, các bạn click vào biểu tượng dấu cộng ở phía trên bên phải màn hình, sau đó nhập tên thư mục. Sau đó nhấn Enter. Để tải nội dung vào thư mục vừa tạo, nhấn nút tải lên ở phía trên và bên trái màn hình. Sau đó các bạn chọn thêm tập tin và sau đó chọn các file cần tải lên và nhấp Open. Sau đó các bạn đợi để cho các file được tải lên. Và đây là các file mà chúng ta vừa tải lên trong cái thư mục chúng ta vừa mới tạo. Để tìm file, chúng ta nhập tên file vào khung tìm kiếm ở phía trên bên phải màn hình. Sau nhấn Enter để tìm kiếm. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm kiếm nội dung và cách download với link FC. Trước hết các bạn vào trang Google nhập nội dung mà mình cần tìm. Cộng với tên FC. .vn. Sau đó nhấn Enter. Sau đó nhấp vào link nội dung mà mình cần tìm kiếm. Ở đây các bạn thấy có 3 loại. Thứ nhất là tải miễn phí, thứ hai là tải nhanh, thứ ba là tải nhanh không giới hạn tốc độ. Thì mình nhấp vào tải miễn phí và sau đó tải về. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip.